Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã tới với tập 3 của series cùng học về TypeScript. Cơ bản là tập trước thì chúng ta đã làm quen với cả class và interface và module. Thì tập này chúng ta sẽ tiếp tục thực hành một chút với cả những cái mà chúng ta đã học ở tập trước để cho chúng ta quen tay, ok. Thì mình sẽ cắt cái này đi và mình bỏ vào cái file là interface để chúng ta sẵn sàng cho cái mới. Và trước khi sẵn sàng cho cái mới thì chúng ta sẽ tạo một cái file ở trong này. Nó tên là mình sẽ đặt tên nó là interface with for class đi. For class.ts. Và trong file interface.for class này mình sẽ có một cái interface mới, ví dụ như là interface hasPrint. Thì trong cái interface này chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một cái hàm, đó là hàm print. Và giá trị của hàm này trả lại nó sẽ là một string. Và chúng ta sẽ xuất khẩu cái thằng này ra. Export interface has print. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái file khác. Xem nào. Chúng ta sẽ đặt tên nó là class implements interface. Thì trong này chúng ta sẽ nhập khẩu cái interface mà chúng ta vừa có vào, và chúng ta sẽ tạo ra những cái class mà theo cho cái interface đấy. Thế đây chúng ta sẽ có là import. Vừa rồi là has print đúng không nhỉ? From chấm gạch chéo interface for class, ok. Sau đó chúng ta sẽ xuất khẩu đi hai cái class, thì ở đây chúng ta sẽ ghi là export class. Xem nào, đầu tiên chúng ta sẽ có invoice đi, hóa đơn đi. Implements thì đây là cái mới ở trong cái tập này, đó chính là chúng ta sẽ có một cái class mà nó implements cái interface, tức là nó sẽ thực thi cái interface này, tức là cái class đấy bắt buộc sẽ phải có một cái hàm, nó gọi là hàm print. Còn lại những cái property khác thế nào cũng được. Implements has print. Ở trong class này chúng ta sẽ có, đương nhiên chúng ta sẽ có constructor. Thì đây giống như ở trong bài trước mình đã nói, thì cái constructor này nó sẽ có ví dụ những cái như là read only. Thì đây chúng ta sẽ có ví dụ như là client chẳng hạn, khách hàng. Đây là hóa đơn chúng ta gửi cho khách hàng, là string. Tiếp theo chúng ta sẽ có private, ví dụ như là work, cái công việc mà chúng ta sẽ đòi tiền ở khách hàng, ví dụ như là string. Và cuối cùng chúng ta sẽ có public amount, là số tiền chúng ta muốn đòi khách hàng, nó sẽ là number. Sau khi xong cái này rồi thì chúng ta sẽ đóng cái này vậy, như vậy nó sẽ được một cái constructor cho cái class này. Và cuối cùng đấy là khi mà nó implement một cái class, một cái interface nào đấy has no exported member, has print. Ok, tại vì mình biết nhầm. Mình đổi lại hai cái này đúng chưa? Has print. Nó là chữ H chữ viết thường. Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó cái chữ inv, cái invoice này nó sẽ gào vào mặt mình, đấy là property print is missing, tức là nó bắt buộc nó phải có một cái hàm tên là print, tại vì has print, tại vì cái class invoice của chúng ta nó có cái biểu mẫu theo cái mẫu là của thằng interface là has print này. Thế là chúng ta sẽ phải khai báo một cái hàm là print ở đây. Và cái hàm này nó phải trả về một giá trị là một string, giống như chúng ta đã khai báo ở trong này đúng chưa? Thì trong này chúng ta sẽ ghi là chỉ cần là return, ví dụ như là this.client nợ owes đô la này, this.amount dollars for this work, tức là khách hàng này nợ từng này đô la cho cái công việc này. Chúng ta sẽ có là this.work. Ok, thế là xong. Như này là nó đã đủ tiêu chuẩn cho cái thằng invoice này implements cái interface has print vừa rồi. Nếu mà đoạn này chúng ta không return cái này mà chúng ta return là 50 chẳng hạn, return số chẳng hạn, chúng ta sẽ bị gào vào mặt ngay đấy. Cái này trả về là number, trong khi là cái interface này nó đòi là cái hàm này của chúng ta phải trả về là string. Ok. Và tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ là export một cái class khác, ví dụ như export class, ví dụ như đây là payment chẳng hạn. Thì ví dụ như là cái này chúng ta đang nợ ai cái gì, cái này là chúng ta đòi nợ ai đấy, còn cái này là chúng ta đang nợ ai cái gì đấy, thì nó cũng sẽ implement cái interface là has print của chúng ta. Ở trong này chúng ta cũng tương tự như vậy nên mình sẽ copy cái đám này xuống. Ở đây chúng ta sẽ có ví dụ như là
read only ở đây chúng ta sẽ có một cái là recipient, đó là người mà chúng ta sẽ trả tiền cho họ, thì cũng là string. Private chỗ này work, ví dụ chỗ này chúng ta có thể đổi tên thành cái gì cũng được, ví dụ như là job chẳng hạn thì là string. Và public này chúng ta để có thể là amt viết tắt cũng được. Đấy, các bạn cũng nhìn thấy là khi mà những cái class của chúng ta mà implement cái interface thì chúng ta không nhất thiết phải có những cái không có nhất thiết phải có những cái property mà nó phải giống nhau hoàn toàn. Nó chỉ cần có cái nào mà nó chỉ cần có mỗi cái hàm print này được. Đại khái là nó chỉ cần hàm print, còn đống còn lại các bạn thích làm gì với nó là nào, miễn là chúng ta có cái hàm print trả lại, print trả lại cho nó là được. Và cái hàm print này chúng ta đương nhiên chúng ta cũng phải cần hàm print này rồi. Nếu mà chúng ta đổi nó thành một cái khác thì nó sẽ vào lỗi ở đây ngay, được chưa? Là nó cần một cái hàm print. Ở đây chúng ta sẽ có ví dụ như là UO, chúng ta sẽ thay đổi ở đây đấy là IO, tôi nợ ai đấy, thì sẽ là this.recipient. Chỗ này viết nhầm, recipient viết nhầm ngữ pháp chính tả tiếng Anh. Ok, UIO this .recipient this .amt từng ngày tiền, tôi nợ ai đấy từng ngày tiền. For this job chúng ta sẽ đưa tên cái công việc mà họ đã làm cho chúng ta về đây. Đấy, ok, chúng ta xếp cái này lại như vậy. Giờ chúng ta đã có hai cái class mà nó implements cái interface này. Và bây giờ ở trong index chúng ta sẽ xuất nhập khẩu một đống thứ vào đây. Đầu tiên chúng ta sẽ, mình cứ thử viết xem sao, constant xem nào. Document one sẽ bằng, cái dạng của nó sẽ là dạng là hasprint tab này, nó có tự import không? Ok, nó có tự import. Dạng của document one sẽ là hasprint, tức là document one nó là cái gì thì làm, nhưng mà nó bắt buộc nó phải có một cái hàm, đấy là hàm print. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có thể là khai báo nó là một cái new invoice, lại tab cái thì nó sẽ import vào. Tại sao cái document one này dạng nó là hasprint mà chúng ta lại khai báo nó là một cái new invoice? Tại vì đơn giản là cái invoice của chúng ta là nó implements cái hàm cái interface hasprint, và như vậy chắc chắn rằng là cái invoice nó cũng có cái hàm print. Như vậy rằng là cái document one này nó cũng có cái hàm print, được chưa? Thế nên là nó cũng thỏa mãn cái điều kiện là nó là một cái thuộc dạng là interface hasprint. Ok, như invoice ở đây thì chúng ta sẽ có client là string, ví dụ như là Vinamilk chẳng hạn. Vinamilk nợ chúng ta bao nhiêu tiền này, work như ví dụ như là drink milk cái gì đấy, uống sữa, khoản tiền ví dụ như 5 triệu đi. Okay. Tiếp theo chúng ta có thể là constant document document 2, nó cũng giống như vậy, nó cũng là thuộc dạng là hasprint, và nó bây giờ nó sẽ là new payment. Và tương tự như trên thì cái payment này của chúng ta cũng thỏa mãn cái điều kiện là của hasprint, thế nên document 2 của chúng ta cũng thỏa mãn cái điều kiện của hasprint. Thì đây chúng ta ví dụ như là chúng ta nợ thằng nào nhỉ, chúng ta nợ có cái xem nào, Vietnam Airlines. Công việc đấy là bay chẳng hạn, fly. Và cái gì, khoản nợ của chúng ta là 25 triệu chẳng hạn. Ok, và tiếp theo chúng ta có thể có cái là giờ chúng ta có thể làm gì với cái này cũng được. Ví dụ chúng ta có thể ghi là constant old document chẳng hạn, thì cái này sẽ là một cái tập hợp của những cái mà theo cái dạng là hasprint. Thế thì chỗ đấy chúng ta có thể ghi là hasprint, và nó là một array như thế này, và chúng ta sẽ khởi điểm cho nó bằng một cái array trống thôi. Trong này chúng ta chỉ cần ghi là old documents push document one đấy. Và tương tự như vậy, do cái old document này là một array của những cái thằng mà hasprint, mà document one này nó là thuộc dạng là hasprint, mà tại vì nó là thuộc nó là một cái new invoice mới, mà invoice này nó implements cái thằng hasprint, nên là cái toàn bộ cái đoạn này chúng ta không xảy ra lỗi gì, chưa? Nếu mà chỗ này chúng ta có thể poop cái như thế này thì nó sẽ hiện ra lỗi ngay, đấy rằng là cái string này thì là không phải là thuộc dạng là hasprint, tại vì là nó không có cái
hàm print ở trong đấy, đúng chưa? Document o document chấm push document one, tiếp theo đấy là o document chấm push document two, thế cũng được. Và đây đoạn chúng ta có thể là console chấm log o document chẳng hạn. Ok, đấy thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là cái o document của chúng ta là một cái là một array này, trong đấy cũng thuộc dạng là invoice này, và có thuộc dạng là payment, và có những cái phần tử như thế này: client work amount, recipient job amount. Ok, đây là một chút những cái mà chúng ta thực hành với cả interface và class và module import export các kiểu. Thì đây cũng là kết thúc của tập này. Tập này rất là ngắn thôi, và ở trong tập sau chúng ta sẽ nói tới cái phần cuối cùng, và cũng là một trong những cái phần rất là quan trọng, đó chính là generics.